5 giờ chiều ngày 16 tháng 1 năm 2019 thì là cơ sở sản xuất đồ gỗ Tùng Tám. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn là chúng tôi đang lắp đặt cho hai bộ bàn ghế cho hai vị khách hàng ở huyện Hạ Hòa và một vị khách hàng ở Hiền Đa Cẩm Khê. Hai bộ ghế tần Thủy Hoàng chất liệu gỗ mít ta, chúng tôi đang trong quá trình lắp đặt tại xưởng sản xuất của đồ gỗ Tùng Tám. Tùng Tám có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ đây. Thì hai bộ này là hai bộ cột 12, một bộ 10 món và một bộ 6 món. Video này thì tôi sẽ quay và gửi tới hai vị khách hàng và báo cáo là hai bộ bàn ghế này là đang trong quá trình lắp ráp chuẩn bị hoàn thiện. Chúng tôi đã dựng khung lên rồi, đang trong đánh ráp và lắp vách. Kia là những chiếc ghế ngắn, ở bên này là hai chiếc ghế dài đây. Chị có thấy vân cũng mít đây. Ở phía ngoài xa là những chiếc đôn nhỏ đã hoàn thiện xong và đang trồng lên để chờ đánh dây ráp. Bây giờ là ngày dương lịch là ngày 16 tháng 1 năm 2019, nhưng là tính ra ngày âm lịch là cũng sắp sửa Tết Nguyên Đán thôi. Không khí trong xưởng chúng tôi là đang rất là tấp nập chuẩn bị hoàn thiện hàng Tết cho khách hàng. Mọi người mà ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình 0987 510 826, website đồ gỗ Tùng Tám .com. Cơ sở thì có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip giới thiệu sản phẩm khác.